Chúc mừng fanpage bệnh viện điện thoại 24 giờ cán mốc 400.000 lượt like, 500.000 lượt follow, đạt kỷ lục là trang fanpage về sửa chữa có lượng follow lớn nhất tại Việt Nam, đồng thời đánh dấu chặng đường 14 năm phát triển của bệnh viện điện thoại 24 giờ. 24 giờ xin được tổ chức chương trình tri ân khách hàng rộn ràng ưu đãi, dành tặng khách hàng 50 suất thay pin iPhone miễn phí và 150 bình giữ nhiệt trị giá 300.000 đồng cho 150 khách hàng đến tham gia tại sự kiện vào ngày 8 tháng 12 năm 2019. Cụ thể thì chương trình sẽ được diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 8 tháng 12. Mỗi khách hàng đến bệnh viện điện thoại 24 giờ đều có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn như 50 suất thay pin iPhone hoàn toàn miễn phí, duy nhất chỉ dành cho 50 người đầu tiên, 150 bình giữ nhiệt trị giá 300.000 đồng. Vì số lượng quà có hạn nên chúng tôi sẽ ưu tiên những phần quà này cho những khách hàng đến sớm nhất tham gia tại hệ thống. Đây là cơ hội có 102, vì vậy các bạn hãy xếp lịch và đến ngay bệnh viện điện thoại 24 giờ tại địa chỉ 1114 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 11 vào lúc 8 giờ sáng ngày 8 tháng 12 để có thể săn đón những phần quà hấp dẫn này nhé.